Hello em và hello mọi người, lại là Kay đây. Theo yêu cầu của em thì hôm nay Kay sẽ kể một cái câu chuyện tình cảm, tình yêu của tuổi học trò. Em và mọi người nghe nha. Câu chuyện có tựa đề "Sau này em lớn, anh sẽ cưới em". Đã lâu rồi hắn mới trở lại Việt Nam. 6 năm, quãng thời gian không dài nhưng cũng chẳng phải là ngắn nếu so với cuộc đời của một con người. 6 năm qua, hắn đã không ngừng cố gắng, không phải chỉ vì bản thân hắn, mà còn vì một cô gái mà hắn thương. Hắn vẫn nhớ lần đầu tiên tới xóm trọ. Khi ấy, hắn là một sinh viên năm thứ nhất trường y. Vừa mang túi đồ đến đặt ở cửa phòng thì một cô nhóc chừng 8, 9 tuổi đi tới, giao cho hắn một chùm chìa khóa. "Anh là anh Dương phải không? Bà chủ nhà em đưa chìa khóa cho anh." Hắn ngạc nhiên. "Em tên gì? Em là cháu của bà chủ sao?" Cô bé vội lắc đầu. "Em tên là Quỳnh Chi, em sống cùng bà nội ở đây. Phòng của bà cháu em ở cuối dãy trọ này. Tại có một mình em ở nhà chiều nay nên bà chủ gửi chìa khóa cho anh." Hắn cười cười, nói lời cảm ơn cô bé rồi dọn đồ vào phòng. Từ hôm đó, cô bé Quỳnh Chi trở thành một người bạn của hắn ở xóm trọ. Hắn mới tới thành phố này nên còn nhiều thứ lạ lẫm. Nhờ có sự chỉ giáo của Quỳnh Chi mà hắn học được bao nhiêu điều bổ ích, nào là phải mua rau thì phải mua ở nhà bác Hòa cuối ngõ mới rẻ. Mua thịt thì lại phải đi tìm tới quán cô Phương vì cô Phương tốt tính, không bán đắt cho người khác bao giờ. Mỗi lần nghe Quỳnh Chi kể chuyện, hắn đều trêu cô già trước tuổi. Ai không biết tuổi của cô đó thì tưởng là cô là một bà lão ấy chứ. Hắn nhớ có thời gian hắn bận ôn thi đến nỗi cơm cũng chẳng nấu được. Mấy ngày liền, hắn chỉ ăn mì tôm. Chính cô bé Quỳnh Chi đã nấu cơm mang sang cho hắn. Cô nói, "Bà em bảo, có thật mới vực được đạo. Nếu anh chỉ ăn mì tôm, chắc chắn là không giành được kết quả cao đâu." Khi ấy, hắn cảm động lắm, nhưng cũng chỉ biết nói lời cảm ơn đến hai bà cháu cô bé mà thôi. Hắn thầm hứa với bản thân, sau này khi hắn thành đạt rồi, nhất định sẽ tới tìm hai bà cháu Quỳnh Chi. Năm học đầu tiên trôi qua thật nhanh. Hắn vậy mà lại giành được học bổng du học ở tận trời Tây. Ở cái xóm trọ nghèo ấy, ai cũng mừng cho hắn. Ngày hắn rời đi, cô bé Quỳnh Chi mếu máo. "Anh đi rồi, ai dạy toán cho em?" Hắn không cầm được nước mắt, xoa đầu cô rồi nói. "Em thông minh như vậy, chỉ cần chú tâm một chút, nhất định sẽ học rất là khá." Cô lấy tay lau đi giọt nước mắt trên gò má của hắn. "Anh là đàn ông thì không có được khóc." Người ơi, thấm thoát niên học hết, chúc đi cạn lời giây phút ly vui. Ngày mai tan trường mình không chung lối, thương nhau nhiều biết gửi về mộ, kỷ niệm cũ tan vào hư vô. Cầm tay bốn mắt thương cảm nỗi sầu, tiễn đưa vùi ngùi bốn mắt yêu nhau. Đời không bao giờ hợp nhau mãi mãi, thương nhau rồi nỡ đành biết nhau, để nhung nhớ muôn vạn ngày sau. Hắn mỉm cười, khẽ gật đầu. "Sẽ không khóc, sẽ luôn vui vẻ." Quỳnh Chi khẽ gật đầu. "Như vậy mới ngoan." Hắn lấy một chiếc kẹp tóc nhỏ màu hồng từ trong túi áo rồi đặt vào tay của Quỳnh Chi. "Cái này anh tặng cho em." Cô mỉm cười, lấy đồ hắn tặng cài lên mái tóc đen nhánh của mình rồi hỏi. "Có đẹp không?"
Hắn vuốt nhẹ lên mái tóc của cô, rất đẹp. Hình ảnh cô bé Quỳnh Chi năm nào đã theo hắn suốt thời gian xa xứ. Những lúc mệt mỏi, tưởng chừng như sẽ gục ngã, hắn lại nghĩ tới cô bé có nụ cười tỏa nắng. 6 năm qua đi, hắn và cô chưa từng liên lạc, nhưng hắn tin chỉ cần hắn trở về nhà trọ năm ấy sẽ tìm được cô. Hắn đã đoán đúng. Bà cháu của Quỳnh Chi vẫn ở tại căn phòng ấy. Hắn vui mừng, thu dọn đồ đạc vào một phòng trọ gần đó để khiến cô bất ngờ. Sau khi thu dọn xong, hắn liền tới bệnh viện nơi mình nhận công tác. Đang cùng giám đốc bệnh viện đi tham quan một phòng, thì cô gái tầm 15-16 tuổi chạy tới ôm lấy hắn. Anh Dương! Hắn xúc động, khóe mắt dần nóng lên. Quỳnh Chi! Em làm gì ở đây? Cô mỉm cười rồi nói. Em đợi được anh rồi. Hắn xoa nhẹ lên mái tóc đen dài của cô. Mái tóc đó mỏng hơn và không còn óng ả như trước. Hắn giật mình nhận ra đó là dấu hiệu của bệnh nhân phải trải qua hóa trị để điều trị ung thư. Vị giám đốc bệnh viện mỉm cười. Thì ra đây chính là anh Dương của cháu hả? Nói xong, ông tiếp lời, từ giờ phải gọi là bác sĩ Dương. Quỳnh Nhi nhoẻn miệng cười. Bác sĩ Dương. Cô quay sang nói với hắn. Em nuôi tóc từ lúc anh đi đó. Em muốn chờ anh về để khoe một chút thôi. Tóc em bắt đầu rụng rồi. Các chị y tá khuyên em nên bỏ nó. Hắn mỉm cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy xót xa. Để anh giúp em. Chiều hôm đó, hắn giúp cô bỏ đi mái tóc dài của mình, mái tóc mà cô đã nuôi suốt 6 năm qua vì hắn. Cô tin nhất định một ngày nào đó hắn sẽ trở về tìm cô như lời hứa năm nào. Cô bật cười khi nhìn thấy mình trong gương. Trông em chẳng khác gì một con sâu cả. Hắn mỉm cười, đưa chiếc tông đơ cho cô. Giờ tới lượt em, làm cho anh. Cô ngạc nhiên. Làm gì chứ? Hắn nói, cạo tóc cho anh. Anh muốn chúng mình để kiểu tóc giống nhau. Cô cười lớn, đặt tông đơ lại tay hắn và nói, anh điên rồi. Hắn để tông đơ xuống bàn rồi đặt tay lên vai cô. Quỳnh Chi, em có nhớ lời cuối cùng anh nói trước khi anh rời đi không? Cô khẽ gật đầu. Tất nhiên là cô nhớ, nhớ rất rõ. Hắn đã nói, sau này em lớn, anh sẽ cưới em. Câu nói đó, cô vẫn luôn khắc ghi trong lòng. Cô tin hắn, tin vào lời nói của hắn. Hắn mỉm cười. Giờ em chưa đủ lớn, chúng ta sẽ làm dần từng bước. Đầu tiên là sẽ mặc đồ đôi, để kiểu tóc giống nhau, ăn đồ ăn giống nhau. Cô nghe vậy liền bật khóc. Anh Dương, có thể em sẽ không bao giờ lớn lên đâu. Sẽ không. Hắn ôm chặt cô vào lòng. Có anh ở đây, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng. Em tin anh có được không? Cô khẽ gật đầu. Cô tin. Nói đúng hơn là cô hy vọng được sống. Anh Dương của cô về rồi. Cô thực sự không muốn cả hai lại phải rời xa nhau một lần nữa. Nhưng ngày sau đó, tại bệnh viện thành phố, người ta thấy một vị bác sĩ trẻ cứ hết ca trực là lại tới chăm sóc cho một nữ bệnh nhân đang phải điều trị ung thư. Hai người họ, một lớn, một nhỏ, luôn cười nói vui vẻ. Họ cùng nhau ôn lại những chuyện khi hai người mới gặp nhau. Họ cũng cùng nhau bàn tới chuyện tương lai. Chỉ có điều, tương lai ấy đã không thể diễn ra như dự định của họ. Thực ra, Dương biết rõ bệnh tình của Quỳnh Chi. Lời hắn nói với cô là một lời nói dối, nhưng chính hắn cũng muốn tin vào phép màu. Một phép màu dành cho người con gái hắn yêu mến. Cuối cùng, phép màu ấy đã không xuất hiện. Quỳnh Chi rời xa hắn khi cô vừa tròn 17 tuổi. Nhìn cô gái nằm bất động trên giường bệnh, nước mắt hắn một lần nữa tuôn rơi. Hắn ôm cô vào lòng, khẽ nói,
Sau này em lớn, anh sẽ cưới em. Đời cho ta bao niềm nhớ, bao lần lỡ hẹn hò. Để đêm đêm đèn mờ soi bóng nhỏ, thương đời mình nhiều nỗi xót xa. Gót son mềm người đã đi qua, người xa ta ta mòn mỏi trong mòn mỏi đợi chờ. Người yêu ta để hồn ta chết dở bởi một lần chợt biết môi không, hơn một lần tay trọn vòng tay ôm qua một đêm.